Xin chào các em. Cuộc thi múa ba lê. Các cô gái lên sân khấu trình diễn. Mỗi cô theo phong cách mạng xã hội khác nhau. Vỗ tay nào. Great. Tặng hoa cho các cô gái nè. Và cúp vàng nữa. Thanks. Yay. Hả? Aha. Có cách rồi. Let's go. Nhà các cô gái mạng xã hội. Thần chết xuất hiện trước nhà các cô gái. Các cô gái đang say giấc nồng. Let's go. Linh hồn các cô gái bị thần chết bắt đi rồi. Okay. Tại địa ngục. Let's go. Linh hồn các cô gái đã tỉnh lại. Đây là đâu? Tôi đang mơ sao? Đây là ai mà ăn mặc dị thế nhỉ? Ôi, nhìn giống thần chết thế. Hey, wake up, wake up, wake up. Các cậu dậy đi nào, sợ quá. Nhìn xem chúng ta đang ở đâu đây? Đây là nơi nào thế? Chào mừng đến với địa ngục. Chúng tôi muốn về nhà cơ. Nếu các cô muốn về nhà thì phải làm cho tôi một việc. Đồng ý nha. Cuộc thi ba lê âm phủ. Let's go. Nếu các cô thắng giải thì sẽ được về nhà. Tưởng gì thế, dễ ghê. Các cô hãy mặc váy múa ba lê này vào. Váy gì mà xấu thế này? Hãy để chúng tôi làm váy nhé. Cùng làm váy múa ba lê mạng xã hội dưới âm phủ nhé. Tô màu giống mạng xã hội Instagram này. Thêm chút lông vũ nữa. Váy lông đẹp quá. Đính thêm các hạt lấp lánh nha. I like it. Váy Instagram xinh xỉu. Đến váy ba lê YouTube nhé. Tô màu đỏ xinh cho váy. Lông vũ đỏ nha. Váy đẹp quá. Váy múa ba lê Facebook đã hoàn thành. Chào mừng đến với cuộc thi ba lê âm phủ. Come in. Các cô gái thay ma bên đối thủ đã xuất hiện. Nhìn đã biết thua rồi. Cứ chờ xem. Các cô gái xinh quá. Hả? Wow. Các cô thật tuyệt. Ôi không, bên đó nhìn đỉnh quá. Fighting. Cố lên nhé. Okay. One, two, three. Cuộc thi bắt đầu. Các cô gái thầy mà muốn ngã vào nhau rồi. Tệ thật. Biểu diễn tệ quá. Buồn ghê. Đến các cô gái của chúng ta biểu diễn rồi. Nhìn tuyệt quá. Đẹp quá. Thật tuyệt.
Time's up. You. Điểm F cho đội thay ba. Great. Điểm tuyệt đối cho các cô gái. Ta-da! Các cô gái giành được cúp vàng ba lê dưới địa ngục luôn nha. Yeah. Tuyệt quá. Hả? Tức thật. Cảm ơn các cô gái. Mọi người có thể về nhà nha. Thanks. Hey! Dậy đi nào các cô gái. What was that? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Không phải là mơ nha. Cảm ơn các em, hẹn gặp lại. Ôi, các thiên thần băng lửa tinh nghịch quá. Nguy hiểm. Ôi không. Chuyện là sao? Oh no. Không phải mơ chứ? Ôi, là lỗi của thiên thần băng ạ. Hãy thiết kế nhà mới BTS nào. Đính cửa và cửa sổ này. No. Nice. Đính thêm chút lấp lánh này. Cả hai nữa. Và cả nhũ nữa. Bắt đầu thôi. Yeah, tuyệt quá. Phòng khách sẽ được trang trí theo phong cách Jimmy rực rỡ. Nhân tiện bật TV và chọn kênh nào. Yes. Ồ, nhưng đừng quên là chúng ta vẫn đang trang trí đấy nhé. Quá tuyệt. Phòng ngủ của bố mẹ sẽ mang phong cách Tata ấm áp. Oh, I am a princess, a princess, a princess. Oh, I am a princess. Với một chút lãng mạn và một không gian nhỏ xinh lấp lánh dành riêng cho việc làm đẹp nhé. Oh yeah. Cô bé Rita sẽ có những giấc mơ thật ngọt ngào với chiếc mơ xinh thỏ hồng Cookie nhé. Còn đôi gấu túi của da xanh dương sẽ là khiến ép tiếp mê cho mà xem. Dễ thương quá. Tuyệt. Phòng tắm cho các bé vẫn mang phong cách Cookie và cô da nhé. Với bồn tắm này, với vòi tắm này, và chỉ vậy thôi cũng đã đủ để đáng yêu rồi phải không các bạn? Ôi, chào Rita bé nhỏ. Chào Ed.
chuẩn bị tắm thôi nào. Chuẩn bị tắm thôi. Có ai cũng thích tắm và tắm hoang như các bé không nhỉ? Giờ thì lau khô người nào. Lau khô thôi. Các bạn ơi, hãy giúp mẹ Rapunzel thiết kế váy áo theo phong cách BTS cho cả nhà nào. Sắc hồng ngọt ngào cho mẹ, cho Rita này. Sắc xanh dương thanh mát thì cho Ed và cho bố Ken này. Điểm một chút lấp lánh. Một chút nữa. À, xong rồi. Cả nhà thay trang phục thôi. Now let's say goodbye. Wow. Yeah, tuyệt quá. Hẹn gặp lại các bạn. Ôi, đáy biển ô nhiễm quá các bạn ơi. Gia đình Ken, Rapunzel và các em bé sẽ phải làm sao đây? Mặt biển cũng không khá hơn, chỉ toàn rác và túi bóng. Kia không phải tàu của lũ cướp biển hay sao? Ôi, Ken đã bị chúng bắt đi mất rồi. Lũ cướp biển tỏ ra rất hả hê khi bắt được Ken. Chúng sẽ bán Ken với một cái giá cao ngất ngưỡng. Ôi, Ken thật là đáng thương. Đã có người đồng ý mua Ken, và đó không ai khác chính là cô nàng Raquel giàu có. Raquel về đến nhà và đem Ken đặt vào trong một bể kính khổng lồ. Trong mắt Raquel, Ken là một chàng trai mới đáng yêu làm sao chứ. Raquel là một nhà khoa học tài năng, nên việc chế tạo ra một loại thuốc có thể biến Ken từ cá trở thành người cũng không phải là quá khó phải không các bạn? Ken đang đói nên đã ăn thức ăn do Raquel đưa. Ôi, Ken trông thật chẳng khác nào một người bình thường các bạn à. Từ giờ Ken đã thuộc về Raquel. Trong khi
Khi đó, ở nhà, Rapunzel và các con đang mong ngóng Ken trở về. Các bạn ơi, các bạn có biết Ken đang ở đâu không? Chỉ cho Rapunzel nhé. Hãy tới và nhờ sự trợ giúp từ phù thủy Ursula nhé, Rapunzel ơi. Thật cẩn thận trước khi dùng thuốc nhé. Thank you. Còn bây giờ thì nhanh chóng đi tìm Ken thôi nào, Rapunzel. Ôi, sao Ken lại đi cùng với Rapunzel nhỉ? Chắc chắn là Ken đã phản bội lại tình cảm của Rapunzel và các con rồi. Rapunzel sẽ không tha thứ cho Ken. Ken bước vào nhà, tâm trạng vô cùng buồn bã và chẳng buồn ăn uống. Dù rất buồn, nhưng có lẽ cũng đã đến lúc Rapunzel trả lại Ken sự tự do rồi. Rapunzel, Rapunzel ơi! Rapunzel ơi, Ken chỉ yêu mình Rapunzel và các em bé thôi nhé. Thế là từ nay, cả gia đình Ken, Rapunzel đã được đoàn tụ rồi. Các bạn ơi, hãy cùng Rapunzel dành tặng cho cả gia đình Ken những bộ trang phục thật đẹp nhé. Mẹ Rapunzel sẽ mặc một chiếc váy đuôi cá rực rỡ, còn bố Ken sẽ mặc một bộ vest đuôi cá lịch lãm. Đương nhiên sẽ không thể thiếu những bộ trang phục thật dễ thương cho các em bé đáng yêu của chúng ta rồi. Lánh nữa nhé các bạn. Đã đến lúc thay trang phục rồi này, hồi hộp quá đi. Đại dương và sống những ngày tháng thật hạnh phúc nhé. Đã đến giờ dậy rồi các cô gái xinh đẹp ơi. Xin chào các bạn, mình là Rapunzel. Xin chào các bạn, mình là Sayako nhé. Hãy cùng Rapunzel khởi động ngày mới với những động tác yoga nhẹ nhàng nào. Còn nếu bạn là một cô gái mạnh mẽ thì hãy cùng tập tạ với cô nàng cá tính Sayako nhé. Thật là sảng khoái quá đi. Tắm vào buổi sáng sẽ giúp tinh thần thêm phấn chấn, đặc biệt là giúp các cô gái của chúng ta càng thêm tự tin, xinh đẹp đúng không nào?
trang phục và tới dạ hội thôi các cô gái ơi. Ôi, đám chuột đang ngủ thật ngon lành. Đúng giờ anh cũng đang ngon giấc, nên đừng làm chúng giật mình nhé, Sayoko. No. Ok. Hãy cùng Rapunzel thiết kế một chiếc váy unicorn thật trẻ trung và xinh đẹp cho cô gái dịu dàng của chúng ta nhé các bạn. Sắc hồng ngọt ngào sẽ là tông màu chủ đạo của chiếc váy. Điểm thêm chút nhũ và hạt lấp lánh cho chiếc váy càng thêm nổi bật nhé. Wow, Rapunzel của chúng ta thật rạng rỡ phải không nào? Với cá tính mạnh mẽ, những chiếc váy phơm dáng đơn giản kết hợp với đôi nét phá cách trong thiết kế sẽ rất phù hợp với cô nàng Sayako các bạn ạ. À, hãy dành cho chiếc váy sắc đen quyến rũ và quý phái nhé các bạn. Viền váy để chiếc váy càng thêm nổi bật nào. Cuối cùng, chỉ cần đính thêm hạt và nhũ lấp lánh nữa là chiếc váy đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Sayako đấy sao? Cô nàng thật xinh đẹp quá phải không nào? Dạ hội đã bắt đầu rồi các cô gái ơi. Ok. Hãy thả hồn vào những điệu vals ngọt ngào nhé các cô gái. Ok. Thì các cô gái. Xin chào các bạn, mình là Babi, còn đây là Ken, người bạn thân thiết của mình. Trời ơi, không phải chứ? Chẳng nhẽ đây là Frankenstein và Sadako sao? Oh no! Họ đang đuổi theo chúng ta, Ken ơi, thật đáng sợ. Ôi, may quá, cuối cùng thì cũng đã thoát khỏi những xác sống và bóng ma.
ra là hôm nay đang có lễ hội hóa trang. Chúng ta hãy cùng tham gia lễ hội hóa trang nhé. I know. Barbie của chúng mình sẽ hóa thân thành ma sơ Valash đáng sợ và bí ẩn với bộ trang phục nữ tu gồm váy dài và khăn trùm đầu. Thêm một đôi giày và cây thánh giá. Bộ trang phục sẽ có tông màu đen bí ẩn, màu trắng ma mị đặc trưng của ma sơ. Các bạn có thấy sự quen thuộc chưa? Trang phục ma sơ đã hoàn thành. Bây giờ tới phần hóa trang cho Barbie trở thành ma sơ. Đầu tiên, Barbie cần có một gương mặt trang điểm trắng bệch và đôi mắt xanh đáng sợ. Mình sợ quá các bạn ơi. Các bạn thì sao? Tiếp đến, chúng mình hãy đi giày và mặc trang phục cho Barbie nhé. Cầm chiếc thánh giá nữa. Ma sơ đây. Barbie tới đứng trước biệt thự cổ và u ám, trông đáng sợ như ma sơ thật vậy. Các bạn ơi, mình không dám nhìn nữa. May quá, đã tới phần chuẩn bị vẽ trang phục cho Ken. Ma sơ Barbie đáng sợ quá, tối nay mình không ngủ được mất. Barbie hóa trang ma sơ đáng sợ, còn Ken sẽ bớt đáng sợ hơn khi hóa trang thành chú hề ma quái. Trang phục chú hề đã xong, hãy vẽ thêm bộ tóc và đôi giày phong cách chú hề nhé. Quả bóng bay. Chúng mình hãy bắt đầu tô màu cho trang phục nhé. Bộ quần áo sẽ được kết hợp bởi màu xám u ám, trắng ma mị và vàng nhạt ở cổ áo. Tô tóc màu cam. Hãy cùng tô màu đỏ cho phần khuy áo thêm ma mị và nổi bật nhé các bạn ơi. Và quả bóng bay cũng có cùng màu đỏ tươi kinh dị. Tô màu cho đôi giày nữa nhé. Bộ trang phục đã hoàn thành. Bây giờ chúng mình hóa trang cho Ken thành chú hề nhé. Tô khuôn mặt trắng bệch có những vết đỏ qua mắt và chiếc miệng lớn luôn mỉm cười ma mị. Đi giày và mặc trang phục cho Ken nào. Đổi thêm bộ tóc giả và cho Ken cầm bóng bay nữa nhé. Ở rạp xiếc, Ken dần dần xuất hiện với giọng cười kinh dị. Ở cuộc thi hóa trang, mọi người hóa trang các nhân vật nổi tiếng như tiên cá, Mel Vision, mẹ kế Lọ Lem đang kéo tới rất đông. Có cả thuyền trưởng Mỹ nữa các bạn ơi. Cuối cùng, Barbie và Ken của chúng mình cũng xuất hiện rồi. Mọi người đang tham dự cuộc thi vui vẻ thì Ken và Barbie bước tới, cười những tràng cười ma mị khiến mọi người đều sợ hãi và chạy toán loạn.
sáng sẽ dành cho hai người. Chúc mừng Barbie và Ken với màn hóa trang vô cùng ấn tượng nhé.